Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Đức Nhân TV lại tranh thủ ra vườn để làm cho các bạn một cái video chia sẻ một số cái kinh nghiệm mà Đức Nhân TV đã làm từ nhiều năm và đã có những video trước rồi nhưng các bạn không biết có cập nhật đã xem chưa, những năm trước chưa. Thì hôm nay mình ra vườn mình làm gì thì mình chia sẻ các bạn. Bây giờ hôm nay là rơi vào ngày 18 âm lịch của tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thì Đức Nhân TV ra vườn với hai cái kéo các bạn nhé, hai cái kéo. Một kéo cắt cành ngắn và một cái cần dài và một cái cưa nữa. Thì ba cái là mình sẽ ra vườn giai đoạn này mình làm những cái gì. Thứ nhất là các bạn, mình đã chia sẻ các bạn nhiều lần, mình đã nói đến cái tỉa cành ấy. Thì hầu như là các bạn đều là tỉa cành trong năm. Sau khi thu hoạch các bạn hầu như là tỉa cành trong năm. Còn mình thì mình làm từ xưa nay, mình tỉa cành ra sau tháng 3 âm lịch bắt đầu mình mới tỉa. Tức là sau khi quả đậu bằng cái chén trở lên rồi thì mình mới ra tỉa cành. Thế tại sao mình lại tỉa cành vào giai đoạn này mà tại sao mình không tỉa cành vào giai đoạn trong năm? Thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm rõ cái ý tưởng của mình và cũng là các nhà khoa học là mình tham khảo thôi. Thì bây giờ là mình chia sẻ các bạn là trong tháng mình đã nói có nhiều số cái video mà các bạn hỏi mình đấy, tỉa cành đấy thì sau khi thu hoạch đấy có tỉa không ấy, thì mình nói là mình không tỉa. Và một số bạn bảo hỏi tại sao không tỉa thì mình đã trả lời là bởi vì trong lúc tháng 10 tháng 11 âm lịch mà các bạn mà trải quả xong mà các bạn tỉa cành ấy, các bạn cắt cành nó sẽ bật nộc lên. Nó bật nộc lon ra thì nó sẽ nên nộc thì sẽ lượng hoa sẽ ít, hoặc là tỷ lệ đậu quả nó nên nước thì nó sẽ nó có lộc, nó sẽ lấy thức ăn của hoa thì hoa quả sẽ đậu kém, hoặc là ra hoa ít vì nó sẽ phân hóa mầm hoa kém hơn. Cho nên là mình không tỉa cành sau khi thu hoạch là vì như vậy. Ví thứ hai nữa là mình tháng 3 âm lịch này mình mới tỉa thì mình lại có cơ hội để cho những cành bưởi tăm, những cành bưởi có khả năng cho ra hoa. Bởi vì nếu như mình cắt các cành bưởi tăm thì nó sẽ không có cơ hội ra hoa ra quả. Chính vì mình muốn cho nó ra hoa ra quả và có nhiều phấn thì nó sẽ đậu thụ phấn lẫn nhau thì nó sẽ ra và tỷ lệ đạt kết quả cao hơn. Bởi vì những cành già ở phần gốc, phần dưới gốc, phần thân dưới thì nó hầu như đậu quả nhiều hơn. Chính vì vậy là mình không tỉa những cái cành tăm đấy để cho nó ra quả. Và sau khi tháng 3 âm lịch này quả nó bằng cái chén và trên cái chén rồi, nó gần bằng cái bát con rồi á, thì những cành nào nó yếu, nó tự thải theo sinh lý, nó tự thải, nó sẽ tự khô cành và mình sẽ cắt bỏ những cành khô đây để cho đỡ nấm bệnh. Và để cho nó những cành nào nó yếu quá thì mình có thể cắt bỏ để tập trung vào những cành cành bưởi khỏe cho nó nuôi quả. Đấy, rồi chính vì vậy vào mình phun để đỡ tốn thuốc. Còn trong năm ấy thì là mình không tỉa, là mình nói nãy đấy, là mình không tỉa cành ấy, là mục đích của mình là để cho những cành bưởi nó có không ra bật nộc, không bật nộc lon, không bật nộc đông để nó tập trung phân hóa mầm hoa và nó sẽ không phải nuôi nộc lon thì cái chất lượng hoa nó sẽ to hơn, nó sẽ quả nó đậu tốt cao hơn. Cái thứ ba nữa là mình ra vườn thì mình bắt đầu tháng 3 âm lịch này bắt đầu mình mới tỉa cành. Và một số cái mình chia sẻ các bạn, xong rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái kinh nghiệm khác nữa. Bây giờ các bạn đi theo mình sẽ bắt đầu làm những cảnh này như các bạn nhé. Vì mình hôm nay là mình phải vừa quay vừa làm thôi, bởi vì là không có ai quay cho mình, và một mình vừa làm vừa quay cho nên là nó cũng hơi khó khăn một chút các bạn nhé. Các bạn xem các cái cảnh như thế này thì giờ bắt đầu mình mới cắt tỉa các bạn này. Đây, mình vừa quay vừa máy đây các bạn. Đây. Những cảnh này là các bạn này, nó ra khô cảnh đây này. Thì giờ là mình mới tỉa các bạn này. Đây, các cành là thấp thì mình sẽ dùng cái kéo cắt này mình bấm để tập trung vào cái quả này phun nó sạch này. Đấy, nó ra. Nếu như các bạn thấy cái cành này mà tăm mà mình tỉa đầu năm không các bạn, thì làm gì có quả bưởi đẹp thế này không các bạn. Đó, cho là cái cành này thôi, một cành này của mình đã được 3 quả bưởi đẹp thế này các bạn này. Các bạn nhá, 3 quả bưởi đẹp nhá. Đấy, mà nó tròn trái này, mà nó bóng mỡ này này các bạn nhá. Cho nên là khi bây giờ quả đậu rồi cành này này. Đấy các bạn nhá, để nó thừa đoạn này thì mình cắt bỏ này. Để nó tập trung vào cái quả này và mình phun nó dễ này. Hoặc cái cành này nó đậu được rồi, cái đầu mình mất tỉa cỏ cái cành khô này. Đấy. Nó tự yếu quá, nó nuôi quả thì nó bắt buộc nó phải chết cái cành ấy thôi, có gì đâu các bạn. Lúc ấy bắt đầu mình cắt chưa muộn mà. Cho nên mình vẫn để cho các cành này nó có cơ hội ra quả, mình không bao giờ mình tỉa các bạn nhé. Đó là mình chia sẻ các bạn ấy. Và quả bưởi ấy, phát hiện quả bưởi ngon thế nào thì các bạn biết là ngay từ bây giờ có thể biết bưởi ngon hay không ngay từ tháng 3 âm lịch các bạn nhé. Các bạn nhìn các cái múi cái vỏ bưởi mà cái tinh dầu bọc múi dầu nó ngoài này nó phẳng này, nó nhẵn nhụi này. Đấy, nhắn nhụi là thì quả bưởi nó sẽ lớn chắc và nó sẽ ngon bưởi các bạn nhé. Nếu các bạn mà nhìn thấy quả cây múi mà nó to, các cái dầu, cái tinh dầu, đầu dầu ở ngoài ấy, mình gọi là nó, các cái mắt dầu ở ngoài, mắt của vỏ mà nó dày, nó cuộn lên ấy, thì quả bưởi không bao giờ ngon được, chắc chắn sẽ bị ộp bưởi. Cho các bạn đang bị thừa nân hoặc đạm. Thì chỉ về lúc này mình đi tỉa các cành khô các bạn này. Đấy, mình bắt đầu tỉa cành khô này. Cái cành này là đấy, giờ mình bấm bỏ này. Đấy, dù cây này bây giờ mình các bạn này nó có quả bưởi đây, quả bưởi của mình đây, do mình chăn nuôi lớn nó vẫn phần lớn nhá. Cái này mình không phải cắt bỏ, nhưng là cành này cành tăm mà mình cắt bỏ làm sao quả bưởi này các bạn, đúng không? Mà cành to này còn khá có quả này, đấy cành to hơn mà có quả đâu. Cho nên khi nó tập trung cho nên không biết cái cơ hội nào để cho ra quả cả. Cho nên các bạn mà xẻo bỏ cành này,
thì cành này có quả đâu các bạn, đấy không có quả không, đúng không ạ, cành to hơn không quả nhá, đấy mình phân tích thật cho các bạn nhìn thấy, cành thì bé hơn này có quả này các bạn này, đấy cho nên mình mới cắt bỏ cành to này, to nhưng không có khả năng gì đấy, to mà to bự không thua tác dụng đấy, cho nên những cành nào mà giống này nó không có quả thì mình bắt đầu tỉa, đây này những cành khô này mình đổi mới tỉa tăm này, cắt bỏ cho sạch đấy các bạn đây, đấy giờ mình không biết mình chở phát đây là mất quả bưởi này này, đấy nó quả bưởi đấy các bạn này, đấy cho nên mình giờ mình cắt bỏ này, không vụn mà các bạn nhá, bây giờ cắt không vụn, hoặc cành này không có quả cắt bỏ này, đấy để cho tập trung này, đấy. Cho nên các bạn mình chia sẻ các bạn là mình có tỉa quả, mình có tỉa cành lúc trong năm đâu, toàn bộ ra riêng này tháng 3 âm lịch này rồi mình mới bấm tỉa. Bởi vì sao tại sao mình tỉa giai đoạn này? Mình đã nói nãy rồi, nhưng mà tháng riêng thứ hai mà qua hoa đang quả còn nhỏ mình tỉa rất dễ bị nhầm sót. Đấy, những nhầm sót và cái cành bưởi mà nó có cái hiện tượng lá này này, nó có vấn đề nó kém yếu là cắt bỏ luôn này, không cứ là quả cả. Đây cành này này. Bây giờ là mình cắt bỏ này. Phòng sau lúc ốc sên có tôi nhặt luôn này. Đấy, trong lúc này rất là quan trọng làm một số việc. Đấy, mình tỉa bỏ những cành khô tăm này. Mình cho cây bưởi mình nó có cơ hội ra quả các bạn nhé. Không vội vàng gì mà trong năm mình đã cắt đâu. Bây giờ mình cắt có muộn đâu đấy các bạn. Cái nào không quả mình cắt sau. Còn nó có cành to này có cháu quả, cành con này có quả. Đấy, không biết làm sao được đâu. Đấy, giờ mình mới tỉa bỏ các cành này các bạn. Đấy, sau để phun nó sạch bệnh. Bấm tỉa cho nó. Đấy, cho nên mình ra cơ hội cho nó ra hoa đậu quả đó các bạn. Cành nào nó không có quả thì mình bấm chưa muộn. Hôm nay mình phải vừa đi vừa quay cho các bạn này, cành này các bạn nhìn này, đấy, một cành này nó ra này, rồi bắt đầu khô mới cắt bỏ cành này cho tập trung nuôi quả này, đấy, các bạn nhé, không vội gì cả, bây giờ mình mới tỉa cành khô, nó tự thải như sinh lý nhân tạo mà, cành nào yếu nó tự khô tự chết mà, cũng no gì đâu, đấy, các bạn cứ phun sạch bệnh này được, đấy, là nó các cành này rồi mình bấm bỏ đây để tập trung nuôi các quả, nó là cành yếu rồi mình bấm này, có cành này nó giúp chả có quả thì cũng phải cắt bỏ này, để nó có lá tỉa cho nó thoáng, cho nên đỡ phải sang năm đỡ phải tỉa này. Đâu phải động dao kéo này, cành này giờ bắt đầu mình không có thể mình bấm bỏ được các bạn này. Đây các bạn mình quay cho các bạn cây bưởi này, các bạn là nếu mà các bạn ai đã về nhà mình rồi thì biết. Nếu đầu năm thì nhiều người đã bảo vào mình vác dao đàn bỏ, rồi có người thì bảo là cây sắp chết rồi. Mình cũng chả giận đâu, mình cũng chả tức làm gì cả, bởi vì các bạn đấy mình đã xử lý nó đã xanh quả này, xanh hết lá rồi, giá lá nó hồi xanh rồi, nó không còn vàng nữa các bạn nhé. Cho nên mình xử lý là bộ dễ. Tất cả lấm trên cây mình chia sẻ các bạn luôn là cái tỉa cành ấy thì mình chia sẻ các bạn là như vậy, nhưng bây giờ mình lại quay lại một chút cái bệnh này. Tất cả những cây bưởi mà bị bệnh ấy các bạn. Các bạn cứ thuốc các bạn xịt ở trên luôn chỉ một phần thôi. Nhưng các bạn phải xử lý cái bộ rễ cho mình. Đấy, nó bị nấm rễ này này, cho nên nó bị mắc bệnh liên quan đến lá do là mình bị trúng nước. À, cho nên chính vì vậy là mình phải xử lý cái bộ rễ vừa rồi là mình đã phải xử lý đó là mình bón tưới cái Zizumin nữa các bạn. Sau đó là mình phun cái bột tưới thêm cái kích thích da rễ và phân bón hữu cơ để của cả tác bộ rễ. Và mình đã mang cái đỗ tương của mình ngâm cái men vi sinh của mình ấy để mình cho nó đỡ mùi và mình sẽ tưới để cho nó đất nó tơi xốp đấy các bạn. Đấy, cho tơi xốp các bạn, cho nên là đất thì nó sẽ tơi xốp nên rồi nó mới sinh ra những cái vi khuẩn có lợi thì nó mới cải tạo cái chất nấm có hại độc hại nó ảnh hưởng cái bộ rễ của cây các bạn. Cho nên bây giờ cây của mình nó đào hoàn toàn xanh rồi các bạn này. Những cây mà các bạn về thăm nhà mình nó cây bưởi hoàn toàn đã xanh và quả rất là đẹp này. Cho nên các bạn nhớ là lúc này là chúng ta phải để ý mấy cái việc vậy, một là ta tỉa cành, hai là cái cây mà bị nấm bệnh ấy, thì mình đã xử lý các bạn ấy. Là mình tưới Zizumin. Đấy, mình tưới Zizumin cho cái bộ rễ này để diệt bỏ cái nấm bệnh là do bị nấm. Sau đó là mình tưới cái phân mà mình đã ủ là cái men vi sinh ấy. Các bạn mình tưới cả loãng luôn và mình mang ra mình tưới mỗi cây này một gần một xô, mình pha nước ra một còn nói về mình lại còn pha cả vào trong đỗ tương kia mình tưới ra và cây bây giờ của mình đã hồi sinh hết rồi các bạn này, toàn bộ hồi sinh những cây mà yếu quan giờ là ra lá nó bắt đầu nó đã có lá non mà nó mỡ trên ngọn kìa các bạn đấy, nó là hồi sức rồi. Đấy cây mà cành cái mấy cây yếu nhất vườn này mình quay cho các bạn xem này thì bây giờ lá đã xanh vào trên ngọn đã nảy nộp và lá rất là to rồi, là mỡ rồi các bạn nhé, hoàn toàn là có cái lá có sự sống rồi. Chính vì vậy là mình chia sẻ với các bạn là mấy cái việc mà ra vườn là mình lúc này tháng 3 mình cái là mình ra vườn là mình bắt đầu mới tỉa cành khô. Các cành khô này bắt đầu mình mới bắt đầu bấm tỉa để tập trung cho có cơ hội ra quả này các bạn này. Đấy, cành này đây, đấy, nó ra quả. Đấy, nó phải để nuôi nó rồi mà các bạn cũng biết là ra tháng 2, tháng 11, 12 âm mà mình ra cắt bỏ những cành tăm này thì làm gì có quả nữa các bạn. Đấy, chính là mình chia sẻ các bạn là như vậy. Cái thứ ba một nữa là cái yếu tố rất là quan trọng mà mình nói thì các bạn có khi là các bạn hay cười. Nhưng mà mình đã vừa thăm một số vườn các bác đi làm vườn ấy. Thì các bác làm vườn sạch quá. Đấy, mình thì mình không... mình nghĩ có khi là cái bệnh của mình lười nhưng mà nó lại khó phát huy được cái bệnh cây mình nó rất là khỏe và hồi sức nhanh, kể cả cây bị yếu hồi sức nhanh là mình để cỏ này các bạn này. Mấy hôm trước các bạn mình đã quay video cỏ thì mình nó tốt dập trời luôn ấy. Đấy thì lúc ý thì mình bảo để hôm nào mát thì mình cắt và mấy hôm rồi mưa một tuần nay thì bắt đầu mình đã tranh thủ mình ra cắt thì cái cỏ mình nó vẫn là ở lúc nào phải có độ ẩm thế này.
Và cỏ đúng khi cắt xong mình toàn bộ mình để hết trên mặt luống luôn các bạn, để cho nó sinh ra cái mùn để cho các con giun con dế nó mới sống được, các không được tưới nước vi khuẩn xuống thì con vi khuẩn nó có lợi thì nó mới sống được. Còn nếu mà mình mà cắt trụi hết và mình đốt bỏ hết thì không bao giờ nó có tạo được một vi khuẩn có lợi các bạn nhé. Chính vì vậy mà mình luôn tục ở dưới mặt ruộng của mình á là mình đều phải có một lượt cỏ các bạn này. Đấy, một lượt cỏ này. Để cỏ để nó thứ nhất là cái tác dụng gì ạ? Nếu mà không có cỏ này thì các bạn phải tra đỗ con hoặc đỗ tương ấy để cho nó hút cái các cái khí, nó bị ém khí mà khi mình mưa hoặc chua đất ấy nó không thoát được từ đất lên ấy, nó không thở được ấy. Các bạn nhá. Thì cái cỏ này này nó thay cho cái đỗ tương hạn thì nó sẽ hút các cái chất qua các cái bộ rễ nó và cái thân cây này nó hút này, nó thoáng này. Thì để nó thoát những cái năng lượng xấu ở trong đất ra, nó gọi là nó xả những năng lượng xấu ra, đất đỡ bị chua này, nó mới thoáng đất này, nó mới dễ cây nó mới thở được. Thứ hai nữa, có cái lượt cỏ như thế này thì các con vi khuẩn có lợi nó mới sinh sống được. Còn nếu các bạn mà cắt chơi trọi ấy mà nắng mùa hè nó khô đất ấy thì thứ nhất là mình mất công đi tưới, cái thứ hai là các con vi khuẩn có lợi nó cũng bị chết mất, cho nên là đất cây không tốt được. Chính vì vậy là mình hay để một lượt cỏ, dù nắng là mình không cắt đâu. Có hôm ấy rồi mát thì bắt đầu mới cắt thì nó bắt đầu nó lại có một lượt cỏ nhẹ rồi các bạn này. Còn hôm trước một số các bạn đến thăm nhà mình, một số bác đến thăm mình là cỏ mình nó to đến tận đùi gối cơ. Đấy, mùa hè hầu như là mình không cắt cỏ các bạn nhá. Chỉ có bắt đầu mùa đông làm mình bắt đầu mình làm ngọt rồi, nó không có cần nắng, không có nắng nữa thì bắt đầu mình mới cắt cỏ để mình chăm sóc các bón kali thôi. Đấy, chính vì lúc này mình ra vườn mình chia sẻ các bạn mấy cái việc rất là quan trọng như thế. Thứ nhất là bây giờ là mình bắt đầu mới tỉa cành này, các cành tăm khô bắt đầu mình bấm này các bạn này. Đấy. Các bạn nhìn thấy quả của mình nó sẽ săn chắc này. Mà muốn ngon hay không là các bạn chỉ cần nhìn bây giờ là bưởi ngon hay không, không cần phải đến Tết đâu các bạn nhé. Các bạn mà chăm sao quả bưởi mà nó ra cái lượt vỏ ngoài, cái nó có cái lượt mà nó nhẵn nhụi, nó mịn nhỏ thì quả bưởi nó mới ngon được các bạn, nó mới chắc quả bưởi. Còn mà các bạn mà bón mà quả bưởi nó cứ cái phần ở vỏ ngoài này mà nó to, hạt dầu nó ở ngoài nó to ấy, cái giọt dầu ngoài nó to ra đấy, cái mình gọi được ngoài thì nó sân xui ấy, thì quả bưởi nó sẽ bị ộp đấy các bạn nhé. Tức là các bạn đang bón thừa lân NPK hoặc là bạn đang bón thừa cái hữu cơ nào đấy hoặc vô cơ nào đấy, có thể là phân gà hoặc là cá nhiều mà nó quả vỏ nó sân xui lên ấy, nó nổi nốt lên thì là bưởi sắp sẽ dày cùi. Chính vì vậy là bưởi mình bón lúc nào nó quả bưởi, các bạn nhìn nó ngon hay không là bắt đầu từ tháng 3 là mình phát hiện rồi nhá. Nó mịn hay không là bạn nhé, nó mịn cái vỏ các bạn nhé, mịn hạt dầu ấy. Đấy. Đây là bây giờ lúc này mình mới ra, thứ nhất mình chia sẻ các bạn là bây giờ mình ra bắt đầu mình cắt tỉa cành. Tỉa những cành mà nó khô hoặc là nó cành nó tăm nằm trong cái bụi nó tối thì cuối năm thì mình không phải động kéo nữa. Vì nó là tốt rồi, nó cân nó đã ổn định rồi thì cuối năm mình không phải động kéo. Mà động kéo vào cuối năm ấy thì là nó hay bị nên nộc các bạn, nó nên nộc đông ấy thì không tốt đâu. Mình chia sẻ các bạn không nên cắt vào tỉa cành vào cuối năm. Mà mình hay tỉa cành vào lúc tháng 3 âm thì cái này, mình đã có một cái video tăm quá cho các bạn. Đấy, bây giờ mình cắt bỏ cái cành khô này đấy, mình chia sẻ mấy cái việc này rất là quan trọng ra này. Thế là cây nó là thoáng này rồi thì khi cắt được rồi thì các bạn phun thuốc nó cũng đỡ hơn, nấm hơn các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình cắt bỏ đấy, các bạn xem cây bưởi của mình đấy, cây nó tất cả đều hồi phục hết rồi. Bởi vì mình hồi phục nhanh ấy là không phải là chỉ cái xử lý cái thuốc để giết diệt nấm bệnh đâu các bạn, mà chính là cái đợt cỏ nó cũng tác dụng rất nhiều để cho các vi khuẩn có lợi. Khi mình tưới các vi khuẩn có lợi á xuống thì nó có chỗ sinh sống được, chứ còn nếu mà nó trơ đất ý thì nó sẽ không sinh sống được đâu các bạn, nó bị nắng thì nó hỏng hết đấy. Chính vì mình chia sẻ các bạn là như vậy. Lúc này mình mới ra tỉa này, thế mà mình cắt hết thì làm gì có quả này các bạn, này quả nó này. Nên là cây bưởi nó phải đúng các bạn, đúng khoa học. Mình không thể nào mà cứ lúc nào cứ thấy sạch vườn là mình ra mình cắt tỉa lung tung. Hai nữa là không phải lúc nào mình cũng ra mình làm cỏ đâu. Mình đi thăm một số các bác vừa rồi đấy là các bác làm sạch quá. Sạch quá thì là cái tháng riêng tháng 2 thì nó chưa gì, nhưng tháng bắt đầu tháng 3 âm lịch và cuối tháng 3 này đến tháng 4 nắng ấy, nắng nhiều quá là nó cái đất nó khô mà các bác không đi tưới được ấy là nó cây nó quả nó không phát triển được. Các bạn phải vác máy đi hoặc là bơm máy thì tốn điện. Đấy. Còn các bạn mà cứ các bác mà cứ để cái lực cỏ này thì các vi khuẩn nó sinh tồn sống được và nó tạo ra một cái lớp mùn trong đất. Các bạn con giun nó sống được thì nó tạo ra cái phân đùn phân giun rất tốt. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái lá cây ấy các bạn xem này, cái lá cây này là của bưởi này, là mình vẫn để trên đất này đấy các bạn nhá. Không bao giờ mình hót bỏ. Một số mình đi thăm cả các bác ở trong làng cũng như một số nơi ấy là đi quét bỏ lá sợ nó đắng. Thực ra nó là cây bưởi, nó với cây bưởi nhau thì có gì là đắng nữa các bạn. Đấy, bưởi mình năm nào cũng ngon. Tại sao mình vẫn để cái lượt mùn này mà lúc cuối năm nó rụng lá mình nó đầy gốc cây luôn. Thì chính cái lá này nó mới thối ra tạo thành cái lượt hữu cơ, và những con giun nó nằm ở dưới đất này nó mới sinh sống được các bạn nhé. Nó mới sinh sống được, con giun các con vi khuẩn có lợi nó mới nằm ở dưới đất này nó mới sinh sống được thì đất nó mới tơi xốp. Bởi vì khi mỗi lần thăm vườn là mình dẫm nì này là mình phải có một lượt cỏ và lượt lượt mùn cưa là mùn mùn đất này nó mới tạo ra cái lượt
đất đất mùn màu mỡ để cho các con vi khuẩn có lợi nó sinh tồn được các bạn nhé. Nó sinh tồn nó mới sinh sản ra được, nó mới đất nó mới tươi xốp và nó giải phóng được những cái năng lượng xấu, đất nó đỡ bị cái rễ nó mới thờ được các bạn. Chứ còn mình cứ nắm dẫm ni đất hoặc là mình để khô quá không tốt các bạn. Cho nên mình chia sẻ các bạn là vườn lúc tục là mình để cả cỏ. Để cỏ vào mùa hè này là tốt quá thì mình mới cắt một lượt xong mình lại để cái cỏ đấy nó tự thối hoặc là mình phun rồi comment lên vệ sinh là mình sẽ phun cho nó phân hủy nhanh. Đấy, còn lúc tháng 3 này thì mình chia sẻ các bạn là giờ bắt đầu tỉa cành đấy. Có tỉa trong năm đâu. Đấy, để cho các cây nó có quả, nó có cơ hội này các bạn nhìn cái bưởi mình đấy. Rồi rồi các mình quay các bạn đã cây thì rất là xấu nhưng bây giờ bắt đầu hồi phục rồi. Hồi phục rồi, mà quả thì không thải. Trong khi bây giờ mình đi thăm một số vườn thì đầu năm thì ra rất nhiều hoa quả. Quả rất đẹp nhưng bây giờ thì bị rụng rất nhiều. Tức là cái lượng quả giữ trên cây là bị kém. Các bạn nhìn này, cây mình nó khô đầu này mà có rụng quả đâu. Bây giờ mới cắt để nó tập trung để phân nó đỡ bệnh này. Đấy. Tập trung vào. Quả nó như thế này cơ mà. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Quả nó mỡ và nó mỡ nhưng mà nó không cảm giác là lớn to lớn chắc ấy. Này các bạn nhìn này. Mình quay cho các bạn cái túi dầu của nó này. Túi tinh dầu của nó mịn, nó phẳng, nó nhỏ thì quả bưởi nó lớn chắc. Còn nếu mà các bạn mà túi tinh dầu mà nó to ấy thì chắc chắn là quả bưởi nó sẽ bị ộp. Các bạn phải nhớ là chăm sóc là bón cái lượng kali rất là quan trọng. Và tại sao là mình hay bón rử đấy, mình chia sẻ các bạn là vì khi bón rử thì là bưởi nó ăn sẽ không bao giờ thừa được chất. Các bạn không bao giờ thừa chất. Chính vì vậy là quả bưởi nó cứ lúc nào trong đất cũng có ổn định, người thiếu mình lại bổ sung ngay. Chứ mình không bón nhiều quá lúc nó ăn nó quá to thì quả bưởi bán khó bán mà nó không chắc bưởi. Mình bón cứ cho đủ thôi, xong rồi mình lại bón tiếp các bạn. Nó thấy cảm thấy nó lại thấy chưa lớn mà mình phải tưới. Bởi vì là trong cái tháng 3 tháng 4 âm này, mình bón ra mà mình không tưới ấy, thì là nó cũng không ăn được. Tất cả NPK hay các loại phân đều phải tưới thì nó mới có nước thì nó mới tạo ra cái phân vận chuyển được cái thức ăn lên trên cây. Nó mới là tổng hợp thức ăn các bạn, mình nói là gọi tổng hợp ấy. Cho nên là lúc đấy mình mới ra bắt đầu tập trung là tỉa cành này. Và mình nhớ chắc các bạn là luôn tục là lúc này là mình không bao giờ mình cắt chuột cỏ cả. Chỉ có lúc nào nó mát mát mình cắt để xong cỏ vứt ấp đấy mình không dọn. Cái thứ hai nữa các cái mùa đông mà khi lá rụng là mình cũng không quét lá đâu. Một số các bác quét lá rất là hại cây sau này. Các bác cứ tưởng là lá cây nó đắng nhưng không, hoàn toàn không sao cả. Vì bao năm nay nhà mình chưa bao giờ mình đi quét lá cây cả. Chính bây giờ là các bạn nhìn này, đấy đất nhà mình nó có một lượt mùn như này. Đấy lá cây nó rồi tạo thành mùn này. Thì ở dưới cái lượt mùn này thì các con giun nó mới sống được chứ, mà các con vi khuẩn mà mình tưới ra nó mới sống thì nó mới lấy được cái năng lượng thức ăn của con vi khuẩn có hại thì con hại mới mất hỏng đi, mới đỡ bị nấm bệnh như các bạn. Đấy, cho nên giờ khi mà mình đào này có thể là dưới này có giun dưới này các bạn này. Đấy, đất nó tươi xốp này. Đấy, đất tươi xốp đấy phân gà mình này nhé. Đấy nó đất mình thế này các bạn. Các bạn nhìn. Đấy. Đấy đất nó rất là tươi xốp này. Nếu mà mình không có cái này thì đất nó sẽ bị hỏng này. Đấy các bạn này. Đấy, là khi mà mùa hè là mình phải nuôi được cái đất như thế này đó thì đất nó mới tôi giúp này các bạn này. Đấy mới tốt đất này. Đấy dưới nó đều có một lượt mùn gà này, năm nọ năm kia đất nhà mình đây. Đấy các bạn thấy không, cho nên cây nó mới hồi phục nhanh. Đấy nó rất là tôi xốp chứ nhìn trên mặt thì các bác đi thăm nhiều thì có thể là dẫm vào nhưng đất nhà mình bới nó xuống dưới là một lượt phân hữu cơ này các bạn này, do cái lá cây hàng năm mình để và cỏ mình nó vẫn để này. Đấy cho nên đất nó tôi xốp này, có một lượt mùn như này các bạn này, cho nên cây nó hồi phục nhanh là như thế. Tại sao cây của mình nó yếu mà lá nó cằn cỗi bị nấm bệnh mà mình lại hồi phục nhanh? Bởi vì là mình luôn luôn trên mặt đất này là mình có một cái lượt đất mà màu mỡ, đất mùn các bạn. Mình luôn cắt cỏ mình phải để một lượt cỏ để cho nó các con côn trùng nó, các con vi khuẩn có lợi nó sống, nó có nơi sinh sống. Cái thứ hai nữa là cái bờ rào nhà mình ngoài kia cả, mình để một lưới thép và ngoài kia mình vẫn phải để một lượt cái lượt cây găng ấy các bạn. Mình tại sao mình không, lúc bây giờ thì mình đản quang để cho nó thoáng để thụ phấn thôi, nhưng tại sao mình không đản hoàn toàn? Không phải là chỉ một mục đích chống an ninh chống trộm đâu, mà chính là để cho các con côn trùng nó có cái nơi nó trú đấy. Không có là nó vào nó trú vào cây mình nó phá hết mình, tức là mình gọi nó ra đấy ở ngoài đấy. Nên không có là nó mà tập trung đây là nó là phá hết cây, cho nên nó phải ra đây là nó có cái nơi trú ngụ của các con côn trùng ra đấy các bạn. Đấy như chuột trước các loại, một số con là nó ra đây nó ở tránh ra. Không có nó vào đây, nó không có chỗ nó sẽ vào đây nó ở trong này, cho nó ra ngoài, hoặc là các con côn trùng nó phải bay ra đấy nó ở. Nên là mình khi mình xử lý mình phun là nó phải có ra chạy ra hoặc là chỗ tránh né các bạn. Nhưng bây giờ bắt đầu mình mới cắt những cảnh đấy, mình chia sẻ các bạn ấy. Mình mới cắt bỏ những cái cảnh nó kém này, còn trước mình không cắt đâu. Đấy cho nó hai cái việc rất là đơn giản, tưởng là đơn giản nhưng mà mình lại cho nó là rất là quan trọng của mình. Đấy. Thứ nhất là cành tỉa thì mình chia sẻ các bạn là mình nói lại cái mục đích của mình là không tỉa cành sau khi thu hoạch để cho nó không bật mộc non được. Nếu mà mình cắt vào lúc đi nào nó sẽ rất bật độc đông lên ấy thì quả bưởi nó sẽ không ngon.
và một số bạn vừa rồi đã có bạn qua điện cho mình ấy, thì bạn ấy nói là em bắt chước cách tỉa cành của anh ấy, là em có 200 gốc bưởi thì một nửa vườn là em tỉa, em bấm cắt trong năm tháng 11, tháng 12 bấm trong năm, còn một nửa thì em để theo anh, em không bấm tỉa, thì hầu như là cái số lượng mà bấm trước ấy thì nó bật lộc đông ra, nó ít hoa và không có quả mấy. Thế còn cái nửa mà vườn mà bạn ấy để lại thì, để lại mà không tỉa giống mình ấy, giờ mới tỉa thì rất là sai quả. Đó là một cái sự thật, là câu chuyện nó là sự thật như vậy các bạn. Cho nên hôm nay mình mà đưa cái thông tin này mà bạn mà nghe được thì bạn cũng nên bình luận chia sẻ cho bà con, cho khách trên kênh này để nắm được cái kinh nghiệm mà rất là hay mà bạn áp dụng theo của mình. Tức là cái ngay tỉa cành thôi các bạn, là bạn ấy không tỉa trong năm. Đấy mình nói đấy, cái video mình đã đăng năm trước thì bạn ấy bắt chước được. Nhưng một số các bác có khi là cái mục của nhà lông của mình nó trên 100 video rồi, nhưng có khi các bác chỉ xem những video mới thì không nắm được cái video cũ. Thì hôm nay mình mang cái kéo ra để mình cắt những cành tăm để mình làm một cái video cho các bạn. Cho các bác về trong kênh của mình thì thực sự là có rất nhiều bác cao tuổi, 70-80 tuổi cũng có, cũng theo dõi kênh của mình và động viên mình rất nhiều. Cho nên mình chỉ dụng bạn là các bạn trên nhà kênh thôi, bởi vì là một cái từ cho nó chung chung để cho dễ chia sẻ thì các bác có lớn tuổi cũng thông cảm với cháu. Thì còn tất cả những cái chia sẻ cách tỉa cành ấy thì mình cũng nói lại một lần nữa ấy, là mình không bao giờ mình tỉa vào mùa đông đâu, từ bao năm nay rồi. Đấy, bởi vì là nó mình để cho nó hai cái lý do. Thứ nhất là để cho nó có cơ hội ra hoa đậu quả. Những cành già thì nó dễ đậu quả, còn cành mà tơ nó ít đậu quả, mà mình cứ bắt cắt cành già cành tăm thì nó không ra quả được. Cái thứ hai nữa là cái mục đích của mình là không cắt thì nó sẽ không nảy nộc đông, còn nếu cắt nó đau nó sẽ nảy nộc đông thì nó nên nộc thì nó sẽ không có hoa, hoặc là nó sẽ lấy, nếu chẳng may có hoa ở chùm khác thì cái cành nộc đông nó sẽ lấy thức ăn của cành hoa thì hoa sẽ không chất lượng, hoặc quả sẽ bị đưa thức ăn sang nuôi nộc thì quả sẽ bị rụng. Chính vì vậy là mình không cắt cành lúc đấy là như vậy. Vì cái thứ hai nữa là ra riêng này mình mới tỉa cành thì mình để cho nó cơ hội là như vậy, mình không tỉa trong năm. Cái thứ ba nữa là mình vẫn nhắc lại các bạn là lúc này là cái mùa hè nó tới rồi ấy, thì nắng nhiều thì các bạn nhớ là đất phải luôn luôn có độ ẩm thì quả nó mới phát triển. Bởi vì nếu mà có độ ẩm nhiều thì các bạn phải có một hai nguyên nhân. Một như các bạn có rãnh nước như mình chia sẻ vườn nhà mình ấy, thì có rãnh nước thì nó khi nắng chiếu xuống ấy, nó chiếu xuống nắng thế này, chiếu nắng xuống thì nó sẽ bốc hơi lên thì quả bưởi nó sẽ mát, nó tạo như một cái điều hòa. Cái thứ hai là các cái rãnh mà mình làm đúng là thì nó có đầu rễ nó ra nó mới thở được các bạn, nó mới thở được. Thế nên mình tuần hoàn là để có cái rãnh nước các bạn này. Đấy. Nhất là nó toát hơi bay hơi nước lên, thứ hai là độ ẩm cho cây thì quả nó sẽ phát triển, nó sẽ phát triển các bạn nhé. Chính vì vậy mà cây bưởi nhà mình các bạn nó hồi phục rất nhanh này các bạn này, quả một cái mũi dầu cái túi dầu của nó rất là mịn quả. Đấy mình quay cho các bạn này, đấy cành này giờ là mình mới tỉa tóc này. Cho nên lúc các bạn đến nhà mình thấy cái vườn nó lá nó thì xấu mà tại sao cành mình chưa cắt là như vậy. Giờ bắt đầu mình mới tỉa cách này, lúc này có ốc sên gì mình bắt luôn này. Đấy, các bạn nhìn quả bưởi nó đậu rất đẹp không? Đấy. Giờ mình lúc này mình cắt để nó tập trung nuôi dưới này. Đấy, mình có cắt đâu? Đấy, các bạn nhìn thấy không? À, các cái này giờ khô rồi mình cắt này để nuôi quả này. Và như các cái lúc này có con ốc sên là mình mới nhặt, bởi vì mình vừa rồi là mình đánh thuốc ở dưới thôi, mình cũng không phun lên trên. Còn phun trên thì là nó chết ngay từ trên, nhưng mà mình đánh ở gốc. Đấy, các bạn cái bưởi tơ của mình đây này, chưa đầy một năm mà mình đã nuôi quả rồi này. Đấy, các bạn quả rất đẹp, cây vẫn có sức sống chứ không có sợ vẫn sự phát triển này. Đấy, quả một cây tơ mình chưa đầy 5 giờ mà mình có quả rồi nhé. Đây mình quay cho các bạn này, bây giờ mình mới đi toàn bộ cây vườn, bắt đầu mình mới tỉa. Cành nào thấp thì mình dùng cái keo ngắn này, cành nào cao quá thì mình dùng cái kéo dài để mình cắt tỉa. Đấy, các bạn nhìn này, đằng này thì các cây này thì khỏe không có làm gì, những cái cây kia là cái yếu đấy giờ nó đã hoàn toàn hồi phục hết rồi. Cái lúc này mấy việc là các bạn nên làm là như vậy. Nước thì bắt đầu mình đã ra, vừa rồi nó đều nước quá thì mình tắt bớt thôi, vì vậy mình nó trũng. Nhưng mà mùa hè nóng là mình cũng phải để nước trong vườn. Các bạn nhìn cây vườn đấy. Bây giờ tất cả cái thùng là mình đã hầu như đã tưới rồi, đấy, nó cạn rồi, cạn dần rồi. Và mình tưới hết rồi mình lấy đợt mới mình đầu tư mình ngâm. Đấy. Và lúc này các bạn nhớ là đánh thêm ruồi vàng nhé. Ruồi vàng thì có thể các bạn dùng các cái tấm dính đột một, hai là các bạn có thể dùng cái ống bơ này, các bạn mua thuốc mà cạn xịt vào nó dính hết cả những cái con nhỏ nhỏ này. Nó dính hết vào. Ba nữa các bạn có thể dùng cái người ta hay dùng cái bây giờ có loại phun ấy, phun thì nó được lâu. Thì có thể phun là người ta có thể dùng các cái thuốc như là đánh muỗi chẳng hạn, người ta pha tỷ lệ nó đúng không cao quá và người ta cũng phun cho lúc này. Hay nữa là có một loại thuốc nó đánh mùi thì nó không đến nữa các bạn nhé. Rất nhiều các bạn mà ai mà mua thuốc cái cánh ruồi thì các bạn có thể gọi điện cho anh Mạnh mà cái mình đã tăng video trước ấy. Bây giờ về việc mấy việc là mình cần phải làm. Đấy. Mình nhắc các bạn là nhất là bây giờ mình mới tỉa cành, thứ hai nữa là cỏ là mình tốt lắm mình cắt, còn mình phải nuôi cỏ.
Thì cái mục đích của cỏ là chia sẻ các bạn như vậy. Tức là mình nói là các bạn là nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ khai thông cái khí ở đất lên, nó thông lưu thông lên để cho cái rễ nó không bị, đất nó không bị chua, đất nó lưu thông thì nó có oxy thì cây nó mới càng phát triển được tốt, các con vi trùng vi khuẩn nó mới sống được. Chứ còn nếu mà mình cứ dẫm nì trên mặt luống ấy, thì là con giun con dế nó cũng không có chỗ thở, mà rễ cây nó không có chỗ thở. Bởi vì mình khi đã xẻ nước này thì mới bắt buộc mình phải đi trên luống rồi. Đi trên xẻ nước này thì nó có tác dụng là để bay hơi, là nuôi độ ẩm cho cây mùa hè. Nhưng mà mình không có chỗ đi thì mình phải nhảy luống thì luống nó nì đất. Kể cả các bạn mà vừa rồi mình đi xem mà các bạn không có rễ nước cũng thế. Hầu như là các bạn để cỏ nó không có, mà hầu như các bạn làm sạch quá. Mình đi thăm một số vườn sạch quá thì quá không tốt rồi. Đấy, mình chia sẻ cái cỏ nó có tác dụng nó, chứ đừng có nghĩ là cái cỏ là nó ăn một tí nước thực không là cái gì cả. Bởi vì là cái sau này nó cũng khi nó mà mình cắt nó đi á thì nó lại cũng quay lại, là tái tạo lại, nó tạo thành một năng lượng hữu cơ cho cây rất tốt. Cái nữa khi cái rễ cây gốc cây này mình nói lại đây là nó có khai, nó khí thông, nó thông với đất được, nó tạo cái không khí từ đây, từ theo cái rễ cây và theo cái gốc cây xuống được. Chứ còn các bạn mà cứ nắm nì lên này thì nó không thông đất thì đất nó bị bí, mà đi lại dẫm là uống nó bí thì là nó cái rễ nó không phát triển được, nó không có thở được các bạn nhé. Mình nói là gọi nó đơn giản nhất là không thở được. Chính vì vậy là cỏ mình mùa hè là mình hay để một lượt cỏ trên mặt luống ấy. Đấy, còn tất cả các cái khi mà nó á dụng mình cũng không quét đâu, mình để cho nó tạo thành thối này thì mặt mình đấy, nó phân một lượt phân cỏ trên mặt luống này đấy. Giờ nó tạo thành cái hữu cơ cho cây nó ăn. Nên mùa hè nó thối đi rồi cây nó ăn rất là mát, mà nó giữ độ nhiệt cho đất. Đấy. À, mình giờ quay lại một số cái cây mà đầu năm mà mình quay các bạn nó khô đấy, nó đất nó khô đã cằn đấy, gầy gần nên bị chết đấy, thì giờ các bạn xem nó đã hồi sinh này. Đấy, nên mình không sợ cả. Bây giờ các bạn mới tranh thủ cắt tỉa những cành tăm khô này. Đấy. Cành này được hai quả đấy các bạn, nếu mà mình cắt bỏ nó trong thân thì làm gì có quả đấy. Giờ mình cắt bỏ cái cành này rồi còn nuôi quả này. À, tốt luôn. Đấy, có mấy việc đơn giản thôi thì các bạn cũng phải lưu ý cho mình. Đấy. Lúc này là bắt đầu, bây giờ mình mới tỉa cành, bắt đầu mình bấm các cành nó không có quả này, có muộn đâu đấy, thì nó tập trung nuôi quả khác. Các bạn thấy không, các cây mình nó hồi sinh hết rồi đấy. Với các bạn nào mà không tin, các bạn có thể thăm vườn nhà mình, bây giờ nó không còn như đầu năm nữa. Đầu năm các bạn những cái vườn mình gần như là ai cũng bảo đàn bỏ đi, một số người bảo đàn bỏ đi, một số thì không nói ra, một số thì nói ra là đàn bỏ đi và các bạn sắp chết rồi đấy, đúng sắp chết rồi thật. Nhưng bây giờ các bạn thấy nó hoàn toàn có lá xanh và nó đang nảy nồng và mình đang xử lý nó. Các bạn đấy, những cây này là toàn bộ là có màu xanh rồi nhá. Những cành khô thì bắt đầu mình cắt đấy, quả mình vẫn đầy đấy. Những cành mà cây chả có lá nhưng quả mình vẫn đầy cây. Có cái tết cuối năm có thu, nhưng một số vườn lá tốt nhưng mà chả có cái gì cả đấy. Cho nên là nó hay ở chỗ đấy, đấy. Các bạn này, cắt tỉa vào những cành này để tập trung nó này. Giờ cắt có muộn đâu, đó những cành này giờ mình không thể cắt rõ, nó tạo ra nó đau này, nó sẽ ra nọc mới cuối năm, lại ra vài tháng nữa nó có thể nó bật ra, nó bật luôn. Giờ mình bắt đầu mình cắt tỉa các bạn đây. Mình để cho nó cơ hội ra quả. Hoàn toàn đã xanh rồi nha các bạn. Cây đã hoàn toàn hồi xanh rồi. Cây yếu nhất của mình đang quay cho bạn này. Đã có hồi sinh hết rồi. Thế là mình phải có này, tập trung một số việc mình xử lý. Thứ nhất là hôm nay mình có thể các bạn dành thủ vẫn cắt luôn. Nó nằm trong thân rồi, nó tối quá thì các bạn cắt luôn cho nó thoáng, để cuối năm mình không cần động kéo nữa, tạo thành cái tán nó đẹp luôn. Hai nữa là cành khô mình bấm bỏ luôn để cho nó đỡ nấy bệnh, đỡ bị nấm bệnh. Đấy. Mục đích của mình là tỉa cành vào tháng 3 âm lịch là như thế. Thì tại sao mình không vội vàng? Đấy, để giờ mình mới ra vườn mình mới cắt tỉa này các bạn này. Đây là 19 tháng 3 âm rồi. Giờ mình mới ra tỉa những cành khô, cành tăm khô. Cái này nó không có, giờ nó yếu mới cắt vào sau này đấy. Không muộn đâu. Để tập trung nuôi các quả này, đấy, quả đời trên cây này các bạn này. Giờ mới cắt tỉa này. Nếu quả cành nào cao quá thì mình không trèo được thì mình sẽ lấy cây kéo được sau mình cắt, được sau tự mình lấy kéo cắt ở trên. Và bây giờ mình bắt những cái tầm dưới này các bạn, thấy không? Đấy, quả đẹp không? Đấy, quả nó cứ bơi, các bạn nhìn xem có tí này mới biết bao nhiêu quả này. Nó sai thế, nên mình phải để cho nó cơ hội ra quả nữa chứ. Các bạn cứ cầm kéo cắt hết thì làm sao ra quả được các bạn? Đây các bạn nhìn cành tăm đây, đấy quả đấy. Nên mình phải để nó nuôi quả chứ. Bây giờ các cành này nó không có thì mình cắt bấm vào đây này. Đấy, hai quả này không? Đấy, cành này có bé tí này, năm quả bưởi này. Mình phải để cho nó nuôi quả đấy chứ. Ra hoa xong đầu bây giờ mình cắt lại muộn đâu các bạn. Cho nên các bạn để ý bưởi ngon hay không, các bạn để ý ngay bây giờ nhé. Những quả này nó kẹ thì mình có thể cắt bỏ luôn bây giờ được, để cho nuôi quả này các bạn này. Bây giờ mình tỉa luôn quả này được này. Chia sẻ các bạn một chút cái kinh nghiệm như vậy. Thế là bây giờ thì mình đấy, bạn mình đã để một lượt cỏ rồi các bạn này. Khi có bây giờ tốt quá mình cắt xong nó đã nằm xuống nó thối và giờ nó lại có lên một lượt cỏ mới này. Chỉ có chỗ mát rồi mình mới dám cắt thôi. Còn nắng là mình để đây lá cây đây các bạn. Mình vẫn để một lá cây bưởi của mình đây. Nó giờ thành mùn rồi này. Đấy. Có sao đâu, bưởi năm nào mình vẫn rất là ngon.
Một số các bạn cứ bảo là không ngon, sợ bưởi nó bị đắng, sao mà đắng. Cái bưởi nó dã của nó, tinh dầu là của nó mà các bạn đấy. Để tất là rất là tốt đấy. Đây mình để chia sẻ các bạn có hai cái vấn đề là như vậy. Nhất là cái tỉa cành ấy thì giờ bắt đầu mình mới mắc kéo ra mình cắt tỉa. Cái thứ hai nữa là mình để cỏ để cho nó tạo cái lượt khí khổng để nó không khí khổng mà nó gọi là lượt khí thông ấy dễ mà mình nói nãy này, để cho nó các con côn trùng sống thì dễ nó thở được. Và nó có độ ẩm thì các con giun con dế nó tạo được một cái lượt phân chùn của con giun ấy thì nó đất nó tươi xốp hơn và tạo như vậy thì nó mới mà có cỏ thì các con vi khuẩn có lợi nó mới sống được. Các bạn mà cắt sạch thì con vi khuẩn lợi nó cũng chết mất các bạn. Chính vì vậy mình chia sẻ các bạn một cái kinh nghiệm là như vậy. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Đinh Nhân TV. Mình sẽ có những video thiết thực nhất để chia sẻ các bạn, để các bạn có những cái nhìn và cái tư duy để các bạn có thể giúp cho vườn bưởi các bạn thành công. Một lần nữa các bạn hẹn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình kênh của mình từ trước tới giờ, động viên kênh của mình để mình phát triển và nữa là đóng góp nhiều ý tưởng cho mình thì mình cũng làm nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn bạn một lần nữa, mình cảm ơn bạn đã theo dõi và đã ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video sau. Xin chào.